Từ 0 giờ ngày 1 tháng 5, trạm BOT Bắc Hải Vân áp dụng mức thu phí trung bình từ 110.000 đến 280.000 đồng một xe, tăng từ 30.000 đến 70.000 đồng một xe so với mức thu của trạm này trước ngày 1 tháng 5 và gấp 3 lần so với các trạm thu phí khác trên cung đường này. Từ khi trạm BOT Bắc Hải Vân tăng giá, tại khu vực Bắc Nam chân đèo Hải Vân, từng đoàn xe con biển số Hà Nội, Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế dồn cục nối đuôi nhau lên đèo. Một lãnh đạo trạm cảnh sát giao thông Phú Lộc thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, phương tiện đi đường đèo Hải Vân mấy ngày qua là xe của người dân đi du lịch, phần vì phí tăng, phần vì muốn đi đường đèo để ngắm cảnh. Theo ông Hoàng Việt Cường, phó chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh đã có văn bản kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải lùi thời điểm áp dụng quyết định tăng phí dịch vụ phương tiện qua trạm BOT Bắc Hải Vân đến ngày 1 tháng 6. Lý do, kinh tế đang trong quá trình phục hồi do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên cần có lộ trình tăng phí hợp lý. Bộ Giao thông Vận tải xác nhận đã nhận được văn bản kiến nghị nhưng chưa có thông tin phản hồi.